trung thu dẫn bạn đi chơi, em dẫn bạn vô shop đucmomtv.net, nơi có các vòng quay kim cương uy tín, giá rẻ và nhiều trò chơi hấp dẫn. Shop đang giảm giá đến 70% tất cả các vòng quay, cùng với đó là tỷ lệ lỗ hũ rất là cao. Còn chần chờ gì nữa, vài sách đi đây đi mua thẻ và lạp vào ngay. Xin chào tất cả em đã cùng quay trở lại với channel của mình, và mình là Đức Bom đẹp trai, mã số 02 đến từ Dubai đây anh em ơi. Thì anh em thấy mình đẹp trai không? Đấy, thì hôm nay mình có một clip chôn. Thì đây là con ạc phụ mình mới mua anh em ạ. Thì hôm nay mình sẽ chôn mon bằng cách giả giọng. Đấy, thì mình mới xin vào quân đoàn bằng cái ạc chính. Giờ là mình sẽ giả cái giọng kiểu giọng biến thái anh em ạ. Đấy, sẽ dụ dỗ bé mon nhá. Thì cái giọng như này này. Chào cả bạn nhá, mình là Đức Bom đây anh em ơi. Giọng này nghe buồn cười không? Ok, bây giờ mình sẽ đổi tên nhá. Mình sẽ đổi tên cho giống quân đoàn một tí. Thì tên gì bây giờ nhỉ? Tên gì nghe cho biến thái nhỉ? Sau một hồi vắt óc suy nghĩ thì mình quyết định đặt tên là GT Quần Xịp anh em ạ. Thì quân đoàn của mình là quân đoàn GT, có nghĩa là Raptor Team. Đó. Đấy, bây giờ tôi đổi tên xong rồi. Tôi sẽ mời bé Mon vào. Anh em nhìn tôi ngầu không? Ngầu đúng không? Mà kiểu không biết là mời Mon có vào không nữa. Cứ cố gắng mời thôi anh em ạ. Trước tiên ấy là mình sẽ dụ dỗ bé Mon vào trong trận nhá. Vậy tôi sẽ dụ dỗ bé Mon vào trong trận. Ok. Rồi. Chưa kết bạn thì có ở trong quân đoàn thì mời luôn. Xong vô ta. Trời ơi, chảnh chó à. Chảnh chó rồi nhá. Mời hai lần rồi. 2000 years later. Mời lốt lần cuối này. Ê, vào rồi, mở mic cho anh em ơi. Alo, có phải là chị Mon không? Ai vậy? Em mới xin vào quân đoàn. Thế em sinh năm bao nhiêu? Em sinh năm 2003. Cho em kết bạn cái coi nào. Ok, đấy. Rồi, ok. Rồi, bây giờ... Chị thôi nhá. Thôi, từ, em bảo này, cho em chơi chung một trận nhá. Thôi. Cho chơi chung một trận này, chị gạt chỉ đấy à? Không chơi đâu. Thế thôi, em out quân đoàn nhá. Ok, thôi, vô. Ok, chị luôn, em yêu chị nhất. Yêu cái gì mà yêu, chị có người yêu rồi. Chị có người yêu rồi. Thôi, yêu em đi. Không, chị có người yêu rồi. Thôi, yêu em đi. Thôi, không chơi nữa nhá. Chơi đi. Chơi nha, hứa là không được ao nha. Ok. Nào em gánh, ok chưa? Chị Mon này, em chụp xin kèo ảnh nào. Ok, rồi chụp đi. Rồi em xin tấm nữa cho mẹ em xem nhá. Chụp nhiều thế. Cho em xin tấm nữa, ba em xem. Chụp nhiều thôi, đi ra. Ây giời, chị nóng tính nhỉ, tính nóng như kem ấy. Anh nào chị ơi. Ủa mà ai cho vô quân đoàn vậy? Ai cho em vô quân đoàn á? Ừ. À, anh vô móm kỳ kỳ quân đoàn, ok nha, uy tín. Thằng Dô bị bắn à, để em bảo vệ chị nhá. À, có thằng trên nóc nhà đang... Thằng Dô cho vô á. Thằng Dô cho em vô. À, anh vô. Kêu nó bằng thằng đại đi. Nhưng mà người anh của em làm sao mà gọi bằng thằng được. Nhưng mà có test trình chưa mà vào đây. Em cân cả server, yên tâm này. Nên là không cần phải test trình. Chắc là căng server không đó. Chị ơi. Gì? Chị ngồi xuống em bảo. Ngồi đâu? Ngồi xuống nè. Ngồi đâu? Ngồi nè, cho em hôn miếng. Ăn bã liền bây giờ. Nè, cho em hôn miếng nè. Tán một cái xéo háng bây giờ. Kẹt xỉ nhỉ. Để em gánh chị trận này top 1 nha. Yên để tâm này. Để coi. Nhờ, ơi, bên đó bên, có người bên, đó. Bên này có người. Để em ê, thấy một thằng. Sao lưng. Náo này, mày bắn chị Mon của tao. Rồi, để yếu rồi, thằng này yếu rồi. Để em cứu này, để em cứu. Một máu. Yên tâm đi, chị nói ít thôi. Một máu. Em vả cái dép mồm giờ. Chết rồi, cứ nói nhiều. Ôi là trời, nó rủ mình chơi game mà nó chửi mình như con vậy trời. Để em cứu chị. Kệ, không sao. Châu. Em uy tín mà, chị cứ đùa. Đấy, nó bắn đó. Chạy đi chị ơi. Ui là trời. Bây giờ em vào thẳng lên vấn đề nha. Cái gì nói đi, nó cho người kia nó nhanh đi. Cho em sờ mông một cái. Biến thái dữ rồi, ai cho vô? Cho em sờ mông cái coi. Thằng vô này nghĩ sao nó cho người gì vô thế nhờ. Nói cho sờ mông nè, chị nói ít thôi. Đây nhá, chị quay video lại đưa cho thằng Dô kích thủ quân đoàn nhá. Ê, chị có người kìa chị ơi. Thấy rồi. Ê, cho hai thằng hay sao ấy. Cho em sờ mông nè, nói ít đi. Nói ít thôi, ấy dạ. Để em cứu chị nhá. Này, nhìn có này. Có người kìa, bắn nó trước đi. Thằng chó này, bắn. Ừ, hay. Bắn chị Mon của tao này. Chị Mon này là chị. Bây giờ em cứu chị rồi nhá, chị cho em sờ mông nghe. Không. Hay có là. Có tên là Mét Đức Mõm không? Đức Mõm là thằng nào? Cứ mở là chồng chị. Ê giời, em là fan của chị. Em lại không biết chị người yêu. Chị em thấy người yêu ơi.
Cái nick nào của chị ra em mà chả xem. Mà đã gọi là fan mà không biết Đức Mõm là ai á. Làm gì biết. Trời ơi, em theo dõi chị đâu nên chị làm gì có người yêu rồi. Chị không có người yêu yêu em đây. Chị Mon ơi. Dạ. Đi nhà nghỉ đi. Kỳ quái nhờ, thằng này nó cứ bị biến thái á. Đi nhà nghỉ với em đi. Có bị lâu năm mà giấu không? Đó giờ có bị té giếng không? Là sao? Chị nói nàng. Này máu này. Quấn máu ở đây. Đâu? Quấn máu đây. Nói với tôi. Ôi, nhỏ lớn có bị té giếng, té sông, té suối, té hồ gì không mà sao giờ cái đầu như điện vậy? Thế chị lại chưa biết rồi. Hồi bé em đi xe đạp thả hai tay ra em tung xuống ruộng. Đầu em cắm xuống mất mẹ chị nhớ luôn. Ôi giời ơi, hèn gì. Ôi, em tội lắm, chị yêu em đây. Ủa bất cười chứ, tội cái tự nhiên yêu em. Không. Chị có người yêu rồi, chị lái người một tuổi, nhỏ hơn một tuổi là đủ rồi. Trời ạ. Chị mà không yêu em nhá, em cho người đến nhà chị luôn ấy. Im đi. Em lại cho cái điếu cày đầu chị là. Nói lắm thế nhở. Chị im đi. Có tin là Mét Đức không? Người em ta đã... có người yêu rồi mà cứ gạ gẫm ấy nhở. Em đã bảo rồi, thằng Đức là nào, không cần biết. Ok nhờ. Cái quả tên nó thì biến thái mà mặc đồ còn biến thái hơn. Nói chuyện còn biến thái dữ nữa. Thì cái em, chị cứ yên tâm nhá, cả thế giới để em lo, ok chưa? Nhìn này, uy tín luôn. Này, đâu, ôi trời ơi, cứu ui, em. Trời. Cha cứu em nhanh lên. Được cái là cái mõm. Ôi trời ơi, chơi như thế này mà cũng chơi nữa. Thôi. Cứu em đi. Hết xu rồi, không cứu được đâu. Chị Mon này. Dạ. Bây giờ em chỉ có một cái nguyện vọng như này ấy, chị có đồng ý không? Mày giúp em đi. Nói nhanh đi. Bây giờ là chị gửi cho em cái quần slip chị đang mặc đi. Gửi cho em địa chỉ nhà em là ở bên trên Cao Bằng ạ. Điên hả má? Thôi cho em xin cái quần slip đi. Để biết điên à? Không thì thôi cho em sờ mông cái. Ôi là trời, cái gì vậy ba? Ba có bị biến thái quá không vậy? À, chị bảo em biến thái rồi, không được rồi nha. Biến thái chứ gì nữa. Sờ mông nghe, sờ mông cái nào. Cái gì không cứu luôn. Chán nhỉ? Nói chuyện nghe cái giọng khó chịu quá nhờ. Giọng em là giọng ở trên vùng dân tộc. Chị kỳ thị đúng không? Không phải là kỳ thị. Đúng rồi, chị kỳ thị dân tộc. Không có kỳ thị. Chị là một youtuber lớn như vậy mà chị lại kỳ thị dân tộc à? Không có kỳ thị, tức á. Ý là nói cái giọng của em á. Em đi nói chuyện kiểu đấy tức khê luôn á trời ạ. Không có kỳ thị nhưng mà em đang cứ nói những cái gì á. Chị mà nói câu nữa là em bảo anh vô kích khỏi quân đoàn ấy. Mắc cười quá à. Chị biết quân đoàn của ai không? Quân đoàn ai? Quân đoàn của anh vô. Quân đoàn Nước Bẩm. Ừ. Vô là chị cái biết gì? Cái gì? Nó cho em xin khẩu súng nè. Không đó. Cho xin khẩu súng nè. Không mà chị lại bứt ra. Em vả vào đầu chị bây giờ. Thế bây giờ chốt lại một câu nha. Là chị có người yêu chưa? Có rồi, có chồng rồi. Chị có dám thề là chị có người yêu không? Thề luôn đó. Bây giờ như này nhá. Sao? Bây giờ ra chứng tỏ chị không có người yêu ấy. Thì chị thề trước cái thùng dầu rồi nhá. Chúng ta cùng thề. Chị thề là chị có người yêu rồi đúng không? Ủa mắc cười quá à. Ra thề đi. Ok. Này thì thề này. Má cái thằng này.